hướng dẫn sử dụng bảo mắt Aesthetic version 2. Hôm nay mình sẽ chia sẻ hai kiểu trang điểm với hai phong cách khác nhau. Một là trẻ trung năng động, hai là cá tính quyến rũ, và mình chỉ sử dụng duy nhất một bản mắt là Aesthetic version 2 này thôi. Hãy cùng mình biến hóa hai phong cách này xem thế nào nhé. Bắt đầu với một layout trẻ trung tới từ những tông màu tươi sáng nha. Đầu tiên, sử dụng chất khuyết điểm để phấn mắt lên màu tốt hơn và bám lâu hơn. Dùng ô số 10 trong bảng màu mắt là màu tím tan 1/2 đầu mắt. Sau đó dùng màu vàng ở ô số 7 để tan vào giữa bầu mắt, và màu hồng ở ô số 9 để nhấn vào đuôi mắt. Thêm một chút nhũ ở ô số 3 cho đôi mắt thêm long lanh. Để tạo chiều sâu cho đôi mắt, mình sẽ vẽ một đường cắt khuy bằng nhũ trắng. Mình dùng nhũ ở ô số 1 này. Tương tự như vậy, ở phần mắt dưới mình cũng lần lượt đánh lại 3 màu tím, vàng, hồng, nhưng đã trật tự ngược lại để tạo thành vòng tròn chuyển màu cho đôi mắt thêm long lanh. Đừng quên nhấn chút nhũ nha. Vậy là xong layout đầu tiên, kiểu đánh mắt này trông mình sẽ khá trẻ trung và năng lượng đó. Cùng so sánh trước và sau khi đánh mắt nhìn mình khác biệt như thế nào nhé. Sang đến layout thứ hai, một layout cá tính và quyến rũ hơn, mình sẽ chọn những tông màu đậm hơn cho bảng mắt. Chọn màu nâu đậm ở ô số 15 để tan vào đầu mắt và đuôi mắt. Tiếp tục chọn ô 16 dặm lên đầu mắt và đuôi mắt để tạo độ chuyển màu cho mắt khói. Làm tương tự như vậy với phần mắt dưới. Nhớ tan đậm từ chân mi và màu dần về phía hốc mắt bạn nhé. Mình dùng màu vàng ở ô số 7 để đánh vào giữa bầu mắt trên và dưới. Sử dụng nhũ vàng ở ô số 3 nhấn vào giữa mắt nữa là xong. So sánh trước và sau khi đánh mắt cùng mình nhé. Với hai layout mà mình hướng dẫn, các bạn thích layout nào hơn? Bình luận cho lên một nét biết nhé.